trước là cái sẽ rất là sôi động rồi, nhưng mà không nghĩ là đến lúc đến tận nơi là sẽ cái không khí mà sôi động cùng nhiệt như thế, có cả các bạn, các cụ rồi là các em nhỏ đều có đủ đông đủ hết. Thậm chí là kể cái thử thách đầu tiên là ném vịt thì nó cũng rất cần thấy đến cái độ khéo léo cũng như là cái độ tính toán cái lực tay. Rồi đến tiếp theo, thử thách tiếp theo đấy là dùng đến kiếm, nhưng mà nó lại ở trên phải giữ thăng bằng, thì nó cũng là trong kiếm thuật liên quan đến những yếu tố tâm lý cũng như là cái độ thăng bằng. Anh thì anh mong muốn là để hoàn thành được nhiều tiền hơn nữa, nhưng mà nói chung là cũng gọi là hoàn thành những quãng đường, thật ra quãng đường di chuyển chỉ mỗi là cái thử thách là ném vịt ấy, cái quen thứ khó khó nhất thử thách thì thôi, còn thử thách sau thì nó sẽ dễ dàng hơn nữa hơn với cả mình. Để nói thì thật sự là cái thử thách nó khó nhưng mình sẽ rất vui vì mình sẽ có thể đem lại được cái số tiền mà giúp cho gia đình của chúng. Giống như là chưa bao giờ cái thời gian nó lại quý đến như thế, tức là mỗi một phút trôi qua là mình lại bị mất 1 triệu, thậm chí là bằng hơn cả cái tháng lương của cả gia đình mà trong một tháng. Mình luôn luôn phải cố gắng hết sức nhanh nhất có thể đem được sự cái gì bằng số tiền này cho chúng. Nếu nói về gia đình thì ngay từ bé đến lớn lên thì sẽ tiếp tục chấn thương,
vào mình giành thêm một chút điểm thôi, nhưng mà vẫn quyết định mình đi. Bởi vì nó cơ hội nhiều khi vì tham dự tiết điểm Olympic nó chỉ hơn nhau 0,5 điểm, mà 0,5 điểm đấy mình thi đấu mình chỉ cần gọi là trung bình khá hơn mình mới có thể là hơn được. Thì đấy là cái vì sao mà mình thi đấu mình đau mình phải đi. Ngoài cái việc đến đau là một chuyện, còn việc tăng cường như là cái tương lai phía trước của mình, vì khi mà đã bị chấn thương rồi tiếp tục bởi vì chấn thương nữa thì nó cực kỳ nặng, cực kỳ đau, không phải như lần trước. Bởi vì thật sự anh nghĩ là mình rất được yêu ái về cái việc thứ nhất là cái việc trong thể thao mình được là người đại diện cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trong 4 năm liên tiếp cả Olympic lẫn ASEAN lẫn SEA Games. Và cái việc mà tiếp theo mình được rất nhiều anh chị em báo chí quan tâm, cũng như là được một số người trong nước cũng như là bạn bè ngoài quốc tế người ta cũng biết đến. Đấy là một cái mình nghĩ là một điều rất là may mắn so với cả tất cả những vận động viên rất có tài năng, nhưng mà có nhiều việc mà người ta không, nhiều người ta không biết đến thành thành tích nhiều. Đấy là mình nghĩ là một cái mà rất là may mắn, rất là khó nói thật sự. Không phải nói là mình giỏi nhất về một cái trong lĩnh vực thể thao, nhưng mà mình được một cái là tất cả mọi thứ nó đều chung chung, nó đều ổn. Đấy mình nghĩ đấy là một cái mà may mắn. Như anh tính thì nếu mà để đánh SEA Games thì anh có thể đánh được 3 kỳ nữa, tức là tầm 6 năm nữa. Cái việc mà chuyển hướng sang huấn luyện viên hoặc là cái công việc làm về trong ngành thể thao hoặc là làm bất kỳ bên ngoài thì thật sự là hiện tại bây giờ anh vẫn đang chưa xác định được rõ. Bởi vì nhưng mà còn con đường mà huấn luyện viên thì là thấp nhất. Bởi vì có thể công việc kinh doanh của mình ổn, tức là bởi vì nó không phải liên quan đến công việc cuộc sống bên ngoài nữa. Nếu mà trong công việc của mình thuận lợi, tất cả công việc kinh doanh nó ổn, mình không phải bị phụ thuộc về tài chính nữa, thì lúc mình sẽ theo đuổi đam mê của mình. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà công việc không thuận lợi thì mình phải đi ra để mình làm những công việc mà nó có thể đem lại sự an toàn tài chính để cho gia đình.